<laughs> Và anh Cái mũi đầu năm luôn chứ là like mấy câu ơi Sao lại vãi được chả Các bạn đi chơi Tết ở nhà chả Mùng 1 khai bút luôn cho đỏ Kệ đi mùng 1 cũng học hết <laughs> Mùng 1 cũng học hết nhá Thôi mùng 1 học tí thôi Năm mới vui vẻ <laughs> Chào bạn uh, fan của Rách 5 triệu nha Năm mới các bạn nói chung là khai bút học vui vẻ thôi Vừa xem Anh không phải đi được không Anh trốn Thôi khai bút luôn mùng 1 rồi trời Đi chơi Tết của người yêu cũ không chơi Tết thì người yêu cũ Gửi lời chúc năm mới đến cô giáo Giúp em ok nha Cảm ơn bạn Nguyễn Sơn nha ra tết chữa đề bây giờ chữa cũng được không? bây giờ mình chữa mấy câu thôi ok bạn phương anh à thắt sâu à thắt sâu hơn sao không? hôm nay mình chữa vài câu thôi nhá nói chung là khai bút năm mới chúc các bạn năm mới là đỗ đại học nha bạn nào mục tiêu đỗ đại học à mục, tiêu đỗ tốt nghiệp thì đỗ tốt nghiệp nha làm sai là sai cả năm <laughs> lì xì một củ trời Chào bạn Kinh uh, Kim Anh à Lì xì đâu anh, học sinh dân chỉ ạ à? ok á à. <laughs> Tí lì xì nhá à. Câu uh, số 1 à Các bạn comment có đáp án nhé, câu số 1 à Em mới khai bút lúc 4 giờ sáng, bây giờ khai tiếp luôn chờ anh mừng thầm em người yêu cũ nó sắp có người yêu cũ câu số 1 à một c à anh không đi chơi tết à tí nữa anh mới đi nhưng mà bây giờ khai bút cho các bạn đấy câu số 1 nào cái này là đề là đề thi tốt nghiệp nhá năm 2022 vừa rồi thì cho các bạn test qua luôn nói chung là đến khi thi thật đấy thì đề nó y hệt như này thôi cũng muốn lì xì ok Tí nữa bạn là lý xì anh lì xì nhá Câu số 1 này Được chưa Thế bây giờ cho tích phân như này Mà yêu cầu là tính thằng này đúng không Thì các bạn phải phân tích thằng này nhá Nó có là tích phân từ 0 đến 2 của 1 phần 2 fx Cộng với 2 đúng không Câu này thì chắc là các bạn làm quen để nhẩm ra đúng không Các bạn tách ra Anh sẽ đưa 1 phần 2 ra ngoài Có tích phân từ 0 đến 2 của fx dx Cộng với gì đây Cộng với tích phân từ 0 đến 2 của 2 dx Đấy Được chưa Vậy nó bằng gì đây nó bằng là 1 phần 2 này. Tích phân từ 0 đến 2 của FxDx đúng không? Thì bằng 4. Đấy, mình đèn người ta cho sẵn rồi nhá. Cộng với gì đây. Tích phân từ 0 đến 2 của 2 dx thì mình học nguyên hàm rồi đúng không? Thì nó bằng là 2x thế cận từ 0 đến 2. Đấy, nó bằng 2x thế cận từ 0 đến 2. Xong nhé, vậy là thầy thôi. 4, 4 chia 2 thì bằng 2 đúng không? 2 x 2 thì bằng 4 đúng không? Vậy nó bằng bao nhiêu nhỉ? Được yeah. nhỉ? Đấy, rất là nhiều bạn chọn sai nhá. Vậy đáp chính xác là bằng 6 đúng không? Vậy đáp chính xác là A đúng không nhỉ? Nó bằng 6 nhá. Đấy, bạn các bạn vẫn chọn sai. Bạn D duy à? Duy tân là một c là sai nhá. Một phải là A đúng không? Đấy. Mới đầu khai bút mà đã sai này là toang nhá. Đấy chưa? Là về học lại nhá. Khai bút đầu năm câu đầu tiên đã sai này Hỏng hết rồi. Câu số 2 là thấy chưa? <laughs> Khai kiểu này chết thật chứ còn gì nữa Câu số 2 nhá Câu số 2 Sai cả năm rồi <laughs> Đấy chưa chi các bạn đã, đã lân bánh trưng hết rồi hỏng Câu số 2 là Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là bằng 3A bình Chiều cao thì bằng 2A Thể tích của khối lăng trụ đúng không Vậy công thức tính thể tích của khối lăng trụ là gì V thì bằng B nhân H B là diện tích đáy và H là chiều cao đúng không Diện tích đáy là bằng bao nhiêu đây 3A bình đúng không Vậy là bằng 3A bình Nhân cho H H là bằng 2A Vậy là bằng 6A ngũ 3 Đúng không? 6A ngũ 3 Vậy đáp án chính xác đây là đáp án B đúng không? Đấy Vẫn có bạn chọn 2 là D này Đấy Mà nó phải là B Đúng không? 2B nhá Đấy có bạn chọn này Bạn M02 20h05 này Vẫn là 2D này Đấy Có bạn vẫn bị nhầm giữa công thức của khối lăng trụ Và cái gì? Được, khối lón nhá đấy, nhiều bạn vẫn bị lẫn ở cái công thức đấy khối lón thì các bạn mới nhân 1 phần ba nhá còn khối lăng trụ thì không nhân phần ba à, câu số 3 nè câu số 3 3 d đúng không rất nhiều bạn chọn 3 d bạn b của c là 3 d Đấy, 4A đúng không? Đấy, rất là nhanh đúng không? Đấy, mấy câu này dễ Cái, cái câu này là đề thi thật trong tốt nghiệp 2022 nhé Thì đến đến lúc uh, học Đến lúc các bạn thi thì cũng như thế thôi Đấy, đấy câu số 3 này Tích phân từ -1 đến 5 của f(x) dx thì bằng -3. Bây giờ tính tích phân từ 5 đến -1 đúng không? Đấy các bạn nhớ lý thuyết là gì? Tích phân từ a đến b của f(x) dx thì bằng gì đây? Bằng trừ trừ thì tích phân từ b đến a của f(x). Được chưa? Tức là ta sẽ đổi cận, đổi cận thì phải thêm dấu trừ nhé. Vậy đây là gì đây? Tích phân từ -1 đến 5 của -3. Đấy, vậy thì tích phân từ 5 đến 1, 5 đến -1 đúng không? Thì các bạn chỉ thêm dấu trừ ở đây. Vậy trừ mới trừ là gì? Trừ của -3 thì bằng 3 đúng không? Vậy đáp án chính xác này là đáp D nhá. Đấy, rất là dễ đúng không? Câu số 4 nào. Bạn Mạnh là 4C. Bạn Tuấn thì là 4A, 4C à? xem là 4A hay 4C nhá. Đấy, các bạn còn theo dõi này. Bây giờ cho gì đây? Tích phân của f(x) dx thì bằng trừ -cos x cộng C. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Đấy, mình xem là khẳng định nào dưới đây là đúng nhá. Thì các bạn chỉ việc làm sao? Đạo hàm cái con này ra là sẽ ra đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần đạo hàm cái con này ra tức là trừ của cốt x cộng với c lấy đạo hàm đúng không vậy nó bằng gì đây cốt lấy đạo hàm thì bằng cốt lấy đạo hàm thì bằng trừ sin đúng không vậy trừ mới trừ thì gì đây trừ mới trừ thì bằng sin x đúng không vậy đáp án chính xác này là đáp án c nhá bốn phải là c thấy chưa chung phải là 4 a đâu Đấy. khách tới á khách tới đâu 4 bốn phải là a nhá à bốn phải là c thấy chưa Đấy, bạn nào 4A vẫn toang nhé Đấy, các ta phải đi đạo hàm này cơ Bởi vì người ta cho muốn tìm thằng FX đúng không thì phải đạo hàm này Nguyên hàm là ngược lại của đạo hàm Đấy, mới khai bút mà các bạn đã, đã sai này là hỏng rồi nhá Câu này là câu dễ rồi Câu số 5 nào Câu số 5 Câu số 5 nhé Câu số 5 Nào 5 các bạn chọn gì nhỉ Câu số 5 nào khai bút cho xanh chín đúng rồi khai bút khai bút cẩn thận nhé ví anh dày quá ví anh có gì là dày chả đi nhận lì xì rồi ok nhá Đấy, anh chưa vài câu xong cho các bạn là đi nhận lì xì nhá Đấy, chúc các bạn là năm nay là nhiều nhiều may mắn thi đấu tốt nghiệp và thi đấu đại học nha câu số 5 này <laughs> chọn thầy <laughs> hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây đúng không nghịch biến tức là đi xuống nhớ nhá nghịch biến là đi xuống được chưa và mang dấu âm đấy xem chỗ là hai chỗ này mang dấu âm đúng không vậy nó nghịch biến từ âm vô cùng cho đến trường một và không đến một đúng không vậy đáp án chính xác là đáp án b nhá đấy. đồng biến thì là dương đúng không nghịch biến thì mang dấu âm tiếp theo câu số 6 này đấy, câu số 6 này được chưa đấy. b thầy ơi câu này nhắm câu nào được đúng không đúng rồi thực ra thì câu này nhìn phát là biết ngay đúng không các bạn làm quen thì nhìn phát là biết ngay đấy đi thi thật cũng như vậy này đây là đề thi thật đây đi thi thật nó cũng như vậy thôi là câu số 6 này câu số 6 các bạn học đến hệ trục tọa độ OXYZ đúng không câu số 6 này trong không gian OXYZ cho mặt cầu S đúng không đường kính của S bằng bao nhiêu đấy Thế, cái công thức uh, trong cái không gian OXYZ là gì nó có dạng là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình cộng z trừ c tất cả bình đúng không thì bằng r bình đấy vậy là có là gì đây 6 đúng không thì bằng r bình nhá đấy thì bằng R bình Từ đây suy ra R thì bằng căn 6 Đúng không? R thì bằng căn 6 Mà bây giờ yêu cầu gì đây? Đường kính của S đúng không? Đường kính thì ra có là gì? Đường kính thì bằng 2 lần bán kính Vậy là có là bằng 2 căn 6 đúng không? Vậy đáp án chính xác này là đáp án C nhé chưa? Yeah. 7 phải là C nhé này bạn Thanh Hiền vân A này Đấy Thế này chết rồi Mới khai bút mà đã sai hết này À, 6 này 6 vẫn A này có bạn 6 vẫn a này ăn Tết đi thầy <laughs> ăn Tết từ từ đố biết em là ai anh biết là sao được em để tên thế thì anh biết là sao được em là ai tiếp theo nha câu số 7 này câu số 7 này Nói chung là mình khai bút tí thôi xong rồi tí nữa thì đi ăn Tết nhá chọn thầy là đúng rồi <laughs> chọn luôn đi nha khai bút đúng rồi khai bút bây giờ phải khai bút thôi khai bút thì khai bút mấy câu thôi bạn đi đây Maria Ozawa biết là sao được biết ai nữa câu số 7 nhá câu số 7 là câu số 7 này yeah. dễ hiểu quá con lớp 3 cũng hiểu bạn này viết đấy câu số 7 là 7 các bạn chọn gì nhỉ được 7 là Bây giờ người ta gọi là Trong không gian nối Z đúng không? Cho điểm A Hình chiếu vuông góc của A Đây đây Lên cái mặt phẳng OXY đúng không? Lên mặt phẳng OXY nhé Đấy bây giờ chiếu lên OXY Chiếu lên OXY đúng không? Chiếu lên OXY Tức là nó không có Z đúng không? Không có Z tức là Z bằng 0 Đấy không có Z tức là Z bằng 0 còn lại thì lấy vẫn lấy hai tọa độ đúng không? Vậy ta có x thì bằng 1 và y thì bằng 2 đúng không? Vậy ta có tọa độ là 120 vậy đáp chính xác là C nhé, Đấy, C. Ví dụ là chiếu lên là oxz đúng không? Ví dụ oxz thì ta có y bằng 0. x thì bằng 1 đúng không? Và z thì bằng -3. Đấy, các bạn nhớ nhá. Ví dụ chiếu lên oyz thì tức là x bằng 0, y thì bằng 2 và z thì bằng -3. Đấy, nhớ này nhá. Mùng 1 mà tra lộ, mùng 1 thì khai bút luôn, lấy đầu 5 cho đỏ. Câu số 8 này câu số 8 nhé Đấy, câu số 8 phát lại à anh phát lại đâu chả mới mà sao phát lại câu số 8 nào 8 c đúng không 8 c à? các bạn comment đáp án đi nhá không cần phải vẽ hình bài này không cần phải vẽ hình đâu Đấy, không cần phải vẽ hình nhá bài này mấy cái bài này dễ thì mình các bạn chỉ cần áp dụng công thức thôi không cần vẽ hình nhá thầy sao không xếp em có đề thi quận hà nội đề thi quận hà nội là có nhá Đấy, tí nữa IB cho anh thì anh sẽ lì xì đề nha Bạn nào cần file đề thì tí nữa IB cho anh, anh sẽ lì xì các bạn file đề nhé Câu số 8 này Cho cuối chóp đúng không? Có chiều cao Và có diện tích Yêu cầu là tính thể tích của cuối chóp đúng không? Đấy, thì các bạn chỉ cần áp dụng đúng một công thức thôi Không cần để vẽ hình đâu nha Đấy, V của chóp thì bằng 1 phần 3 đúng không? Nhân với diện tích đáy Và nhân với chiều cao Vậy nó bằng 1 phần 3 thì đây Diện tích đáy ở đây là bằng 10 chưa? Chiều cao thì bằng 3 Vậy thì nó bằng 10 đúng không? Đáp án chính xác này là đáp án C nhé. Đấy. Áp dụng đúng một công thức thôi, không cần phải thế Không cần phải vẽ hình đâu nhé. Đấy, không cần phải vẽ hình đâu. Sửa mấy câu á, anh nghĩ rằng anh sửa là, tầm đến thi tốt nghiệp thôi. Vì hôm nay khai bút mà. Anh chưa mấy đề chính thức chung học của ta. Đúng rồi, anh đang chưa đây. Anh đang chưa cái đề năm ngoái đây, 2022 đây. Câu số 9 nào. Đấy, câu số 9 nhá nhớ là đi đi thật đấy thì có cả một một chút của kiến thức lớp 11 nhé nên là các bạn cũng phải ôn lại kiến thức của lớp 11 đi câu số 9 này cho cấp số nhân u1 thì bằng 1 u2 thì bằng 2 công bội của cấp số nhân đúng không đấy thì các bạn nhớ là cấp số nhân đúng không công thức là gì đấy q2 thì bằng q1 đúng không à đâu u u2 thì bằng u1 nhân với q đúng không đấy u1 là số hạng đầu tiên đúng không u2 là số hạng thứ hai q là công bội đúng không nhỉ Q là công bội. Vậy là có là U2 thì bằng mấy? U2 thì bằng 2, đúng không? U1 thì bằng 1. Đấy chưa? Nhân thì Q. Vậy từ đây suy ra Q thì bằng 2 chia 1 và bằng 2, đúng không? Vậy đáp án chính xác này là đáp án B nhé. Được chưa? Q thì bằng 2. Mùng 1 cũng học. Mùng 1 học lấy khai bút thôi. Đấy, bạn bạn nào cần file uh, đề thì uh, tí IB nhanh nhá, thì anh lì xì các bạn file đề nha. Có cả đáp án chi tiết luôn nhé Câu uh, số 10 là Đấy. Câu số 10 là Câu số 10 nhá. À, câu số 10. Câu số 10 là Đấy, nhiều bạn nhiều thì nhiều bạn là kiểu là quên đúng không? Đấy. Nhiều bạn là kiểu là quên công thức ấy thì các bạn có thể ôn lại được mà có gì sẽ trách các bạn thế. Đấy giờ. Tiếp nhá. Vừa tập làm vợ vừa xem lại. <laughs> ok nhá. Thế chắc bạn này muốn lấy chồng này đây đây. Học nhiều là lú đó Đâu hôm nay khai bút thì có gì là nhiều IB là đúng rồi IB ở chỗ đấy nhá giờ Các bạn cứ vào link tiểu sử ấy Tất ở cái link bio nhá Các bạn cần gì tất cả cái link bio nhá giờ, Câu số 10 là các bạn comment là, là, là Diện tích xung quanh của hình trụ đúng không Vậy có công thức là gì S xung quanh của trụ Thì bằng 2 pi R nhân N Đúng không Đấy 2 pi R nhân N Bây giờ L thì bằng gì đây L thì bằng H đúng không Bởi vì nó là gì Nó là hình trụ đúng không Đấy nó là hình trụ thôi thấy chưa vậy nó bằng 2 pi r mấy r bằng 2 n thì nó vẫn là h đúng không vậy là nhân một thôi vậy nó bằng 4 pi đúng không vậy đáp án chính xác này là đáp án a nhé đáp án a thấy chưa đáp án a đấy đáp án a đây vẫn có gần 500 bạn đang xem này hôm nay là các bạn khai bút đông đấy nhỉ đấy gần 500 bạn xem nhé nói chung là hôm nay khai bút lấy may mùng 1 luôn cho nó may 2k3 mà thấy các em comment 9a tưởng lâu quá không học. Giờ <laughs> yeah, câu số 11 à. Câu 11 các bạn quên đấy, đấy là các bạn quên đấy chứ còn uh, thực ra là anh nghĩ là các bạn ôn lại thì đấy thôi. Câu số 11 này. 11 là C à. Đấy, 11 là C à. Đấy, 11 là C. Đúng không? 11 C. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đúng không? Đấy các bạn nhớ tiệm cận ngang nhé Tiệm cận ngang đúng không? Là giới hạn khi x tiến ra vô cùng của ax cộng b trên cho cx cộng d đúng không? y thì bằng này. Vậy nó bằng gì đây? Nó bằng là a trên c đấy. Nó bằng là a trên c. 2k1 vẫn đang xem nữa. <laughs> 2k1 thì bằng tuổi mình nha Đấy nó bằng a trên 1, a trên c đúng không? a trên c. Vậy nó bằng 2 trên 2 đúng không? Đấy bằng 2 trên 2, được chưa? 2 trên 2 thì bằng 1 đúng không? Vậy đáp án chính xác này là đáp án c nhá. Được chưa? y bằng 1. Đấy, y bằng 1. Rất là dễ đúng không? Đấy các bạn nhớ nhá tiệm cận ngang thì các bạn chỉ việc lấy a chia c thôi đấy, nó có dạng như này thì cứ lấy a chia c thôi đấy, yeah. nhớ nhỉ đấy c nhá chưa yeah. tết thầy tha cho các cháu <laughs> mùng 1 phải khai bút chứ ơi. trời đất ơi câu uh, số 12 nhá câu số 12 tập nghiệm của bất phương trình thế này loga tiệm cận đứng thì sao á tiệm cận đứng thì em cho mẫu nó bằng không thôi đấy cho mẫu này bằng không thôi là ra nhá đây, nếu mà đề nó hỏi tiếp cận đứng thì em cho là x bằng âm 2. Đấy, Hôm nay là khai bút ở mấy bạn căng hết nhỉ? Đấy, câu số 12 nhá, câu 12 này, thấy Câu 12. Tiệm tập nghiệm của bất phương trình này đúng không? Thì các bạn nhớ nhá, loga thì luôn phải chú ý điều kiện đúng không? Là cái biểu thức này lớn không, à, có là x cộng 1 lớn không? Từ đây suy ra x sẽ lớn âm 1 đấy. Biểu thức lega loga nhá thì các bạn cứ nhớ như vậy, đấy, thế Cứ nhớ như vậy nhá, biểu thức của loga. Được chưa? biểu thức của logarit thì các bạn cứ nhớ vậy Đấy, từ đây là có như sau loga cơ số 5 của x cộng 1 lớn 2 đúng không Đấy, vậy từ đây suy ra x cộng 1 sẽ lớn hơn 5 mũ 2 đúng không Đấy, 5 mũ 2 thì bằng 25 đúng không? 5 mũ 2 thì bằng 25 vậy là có là x cộng 1 sẽ lớn 25 Đấy, và từ đây suy ra x sẽ lớn hơn 24 đúng không x sẽ lớn 24 và kết hợp với điều kiện nữa thì ta lấy cái này x lớn 24 x lớn 24 vậy thì tập nghiệm của nó sẽ từ 24 cho đến dương vô cùng đúng không vậy đáp án chính xác đây là đáp án d nhá được chưa đấy đáp án d đấy gần 600 người khai bút đúng không đấy rất là nhiều đối thủ nhá nên là các bạn đầu năm các bạn khai bút lấy may mắn nhá đấy có rất là nhiều đối thủ nhá năm nay thì chắc cũng căng hơn năm ngoái vì năm nay nhiều nhiều bạn hai k tư thi lại đúng không năm mới vui vẻ ok cảm ơn bạn lê tinh nha làm sao để có file để Em nhắn tin trực tiếp qua link bio cho anh nhé Nhắn tin trực tiếp qua link bio cho anh Đấy bây giờ các bạn chọn này Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau Nào Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau Nè Hàm số đây có bảng biến thiên như sau Nào xem hàm số nào Đấy các bạn nhìn nhé <laughs> Chuẩn bị loại nhiệm đối thủ lắm Đúng rồi các bạn comment đáp án nào Câu số 13 nào Câu 13 các bạn comment đáp án nè Câu 13 nhá. 13D à? Đấy, 13D đúng không? Đấy, rất nhiều bạn bạn Minh Nhật này 13D này. Bạn buồn nhiều chút lại 13D này. Đấy, rất là nhiều bạn 13D, có bạn 13A. À, xem là 13D nhé nhá. Thì đầu tiên đấy các bạn nhìn cái đồ thị này các bạn đã biết này. Đấy, cái việc đầu tiên là các bạn phải nhận dạng cái đồ thị đã, được chưa? Là cái đồ thị này có hình chữ gì đây? Nó là chữ N, nó là chữ N đúng không? Nó là hình chữ N đúng không? Đấy, cái dạng đầu tiên là hình chữ N. Hình chữ N chắc chắn là đồ thị hàm bậc 3 đúng không? Loại đáp án nào? Loại đáp án C và đáp án A đã. Đấy, điều đầu tiên là loại đáp hai đáp án này đã. Đấy, vậy là chỉ còn lại đáp án B và D. Chỉ còn B và D thì các bạn nhìn sao? Các bạn nhìn cái điểm cuối cùng là sao đây? Nó đang đi lên đúng không? Cái điểm cuối cùng đang đi lên tức là hệ số A dương. Hệ số A dương đúng không? Đấy, hệ số A dương thì chắc chắn là đáp án nào? Đáp án D đúng không? Đáp án B hệ số A là sao đây? Âm đúng không nhỉ? B là A ở đâm Vậy thì chính xác là đoạn D nhé Đấy chưa Đấy Loại đáp án rất là nhanh đúng không Thế mà người vẫn là mười có bạn vẫn chọn A này Thì vẫn là loại được nhiều đối thủ nhá Đấy Mùng 1 khai bút là sai này Các bạn này cẩn thận nhá Câu số 10, 14 này Nghỉ thôi Đâu anh like, anh like tí mà Các bạn cứ vào khai bút mấy câu cho vui Thầy có dạy lớp 10 anh có nhá Câu số 14 này là Câu số 14 Câu số 14 này Đấy, câu số 14 nhé Câu số 14 <laughs> Câu 14 à 14C à Đấy, 14C, 14 là chưa học <laughs> 14 là số phức thôi Câu 14 là số phức thôi Thì anh nghĩ là các bạn sẽ học đến số phức rồi đúng không Thì có Z là dế Z. Z thì bằng A cộng B I đúng không Vậy mô đun của số phức thì bằng Căn của A bình cộng mấy B bình Đúng không Vậy nó bằng gì đây A bằng mấy A bằng 3 Đúng không Đấy, chưa học đến thì anh nghĩ là cái đến đây các bạn sẽ hiểu này Đấy nhỉ? Vậy đây B thì bằng 4 bình đúng không Vậy lệch căn của 3 bình cộng 14 bình thì bằng 5 đúng nhỉ? Vậy mô đun của Z thì bằng 5 đúng nhỉ? Mô đun của Z thì bằng 5 Vậy đáp án chính xác đây là án C nhé án C đấy ạ Thầy chăm quá Chăm thì em khai bút cho các em lấy may Đấy các bạn vào làm lấy may Nghỉ Tết là tí nữa đi chúc Tết sau Bây giờ cứ khai bút mấy câu đã Câu số 15 nào Câu số 15 nhá. Là các bạn cứ comment đáp án nhiệt tình lên nào. Mùng 1 khai bút luôn cho đỏ nhá. Câu số 15 này, được yeah. Câu số 15. Hiểu 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 là ok rồi. Toán lớp mấy đây? Toán lớp 12 nha. Anh có nhóm hay gì không? Anh có nhá. Bạn nào cần vào nhóm thì IB cho anh nha. Yeah. và nhóm em xin tài liệu thì cứ IB cho anh. Cái link ở tiểu sử ấy, nó có đường link đấy, các bạn nhấn vào được. Đấy yeah. Câu số 15 này. Câu 15 nhá, câu 15. 15B đúng không? Đấy, rất nhiều bạn B. 15, 15 nè 15 Đấy chưa? Số nghiệm của phương trình thì đây Fx thì bằng 1 đúng không Đấy. Comment nhiệt tình nhưng mà sai <laughs> Sai là mất rông ấy Cố gắng comment đúng nhá Làm đúng rồi nhá Đấy chưa? Đấy. Vậy Fx bằng 1 đúng không Fx bằng 1 tức là ta sẽ kẻ cái đường thẳng Bằng 1 đây Đấy chưa? Ta sẽ kẻ đường thẳng bằng 1 đây Đấy. Đây là cái đường thẳng bằng 1 đây Ta sẽ kẻ cái đường thẳng bằng 1 đây Đấy chưa? Ta sẽ kẻ đường, đường, đường thẳng bằng 1 đây Đấy. Đây là cái đường thẳng bằng 1 đây Vậy là cắt mấy điểm đây các bạn nhìn này nó cắt tại một điểm này và hai điểm đúng không nó cắt tại hai điểm tức là nó gì đây nó sẽ có hai nghiệm đúng không nhỉ đấy không anh em học y nhá đông vô cùng loại được nhiều đối thủ đông vô cùng các đối thủ không nhận lì xì à được chưa tiếp theo nhá câu số 16 này câu số 16 sáu câu số 16 này câu số 16 sáu nhá 16 được yeah. Câu số 16. Cho em xin lịch lai like, yeah. lịch lai like cho từ từ nhá. Hôm nay khai bút thôi. Hôm sau bắt đầu lúc các bạn nghỉ Tết xong là sẽ có lịch lai like nhá. Yeah. Yeah, em thi khối B này, à, các bạn này thi đúng không? Câu số 16 này. Tập xác định của hàm số, Đấy. Tập xác định hàm số đúng không? Thì các bạn nhớ nhá. Cái biểu thức của loga đúng không? Thì trong này sẽ luôn lớn không. Vậy là có là x 4 lớn không. Suy ra x sẽ lớn hơn 4 đúng không? x lớn hơn 4 vậy tập xác định là từ 4 đến dương vô cùng đúng không? Vậy đáp án chính xác là đáp án C nhá. Được chưa? 16C. 16C. Câu số 17 này. Câu số 17 này. Đấy, bạn Ngọc Tuyết là 16C đúng không? Bạn Dợ Metawin cũng 16C này. Đấy, rất nhiều bạn đúng không? Đây là lớp 12 nhá. Là câu số 17 này. Đấy, câu 17. Các bạn comment đáp án nhiệt tình nào. Câu số 17 này Ơ ừ, sao dễ vậy đây đây là chính là đề thi tốt nghiệp đây đề thi tốt nghiệp nó cũng dễ như này thôi đấy đề thi tốt nghiệp nó cũng dễ như này thôi đây chính là đề thi tốt nghiệp nhá nên là các bạn thi nó cũng dễ như này thôi nói chung là chắc chắn là các bạn được 5 điểm mà nên không phải no đâu nhá không phải no là khó đâu câu số 17 đây câu 17 bảy bốn lần lốc của cana đúng không bốn lần lốc của cana thì bằng bao nhiêu có là bốn thì lốc của cana đấy, bằng gì đây bốn lần lốc của gì đây cana thì nó là a mũ mấy a mũ 1 phần 2 đúng không căn a thế là a mũ phần 2 đấy a mũ phần 2 thì anh sẽ đưa 1 phần 2 ra ngoài đấy chưa vậy nó bằng 4 nhân đến 1 phần 2 nhân với lốc của a và nó bằng 2 lần lốc của a vậy đáp án chính xác đây là đáp án b nhé yeah, đáp án b đấy, đáp án b Đấy, 5 điểm đúng rồi đây đề thi tốt nghiệp đấy bạn nào mục tiêu tốt nghiệp thì anh nghĩ là đề thi tốt nghiệp các bạn 5 điểm là dễ mà câu số 18 đấy, C3 đúng không tổ hợp thì là C C3 của 12 thì bằng bao nhiêu? Bấm máy tính nhá C3 của 12 Đúng không? Đấy 12 C3 Nó bằng là bao nhiêu? 220 Đúng không? Nó bằng là 220 Vậy đáp án chính xác này là Đáp C nhá C nhá Được chưa? C Đáp C Đấy Vẫn có bạn này Bạn Minh Nhật này là 12 P3 Nó phải là 12 C3 nhá Được chưa? 12 C3 Lác á Có lác đâu Trời Câu số tiếp theo, câu số 19 này. Hôm nay là mạng mượt ngon mà câu 19 này. Câu 19 nhá, câu 19. Đấy, câu 19 này rất là nhiều bạn cũng bị dễ bị sai nhầm đề. Đấy, câu 19 nhá. Được chưa? Câu 19, đây là tổ hợp mà đúng rồi. Bạn Phạm Quốc Thắng là phê là chỉnh hợp đúng rồi. P chỉnh hợp chứ. Là câu số 19 này, câu số 19 này. Nhanh nhanh này các bạn đi chúc Tết nhá. Nào, nhanh lên. Xong nhanh nhanh còn đi chúc Tết nhá mình nói chung là hôm nay thì mình khai bút thế thôi còn hôm sau thì mình sẽ chữa hẳn đề nhá đấy khai bút mấy câu thôi 19D à đấy, 19D đấy, 19D điểm cực tiểu của hàm số đúng không điểm cực tiểu là cái điểm thấp nhất đúng không nhỉ vậy điểm cực tiểu ở đây là gì đây điểm cực tiểu là tại x đúng không vậy x bằng mấy x bằng một nhá vậy đáp án chính xác này là đáp án D đúng không nhỉ đấy 19D tiếp tục là câu số 20 mươi nè câu số 20 mươi câu số 20 mươi ngoài mười trong không gian nối ghi z phương trình của mặt phẳng OIZ là bao nhiêu? đấy, đấy phương trình mặt phẳng của OIZ đúng không? vừa nãy anh nói rồi đúng không? OIZ tức là có y và có z, đấy vừa nãy anh nói rồi nhá, tức là có y và có z và không có x này, được chưa? OIZ tức là có y và có z chứ không có x, không có x tức là x bằng 0 đúng không? vậy đáp án chính xác đây là đáp án B nhé, đáp án B, được, đáp án B câu số 21 mươi nè. Câu 21 21A bạn khả vi là A Bạn đỗ đại học đổi tên là 2A Đấy, Xem là A nhé thấy chưa? 21 A Bây giờ người yêu cầu gì đây Nghiệm của phương trình 3 mũ 2x cộng 1 thì bằng 3 mũ 2 chữ x đúng không Tức là các thấy là cái cơ số này nó bằng nhau rồi Đấy, Nó bằng nhau rồi đúng không Thì các bạn chỉ việc cho hai thằng mũ này bằng nhau thôi thấy chưa? Cho hai thằng mũ này bằng nhau thấy chưa? Nó có là 2x cộng 1 thì bằng 2 chữ x đúng không Đấy, Bây giờ mình chuyển sang đây thì có là 3x thì bằng 3 Đấy, 3x Đấy yeah. chưa? 3x bằng 1 đúng không? 3x bằng 1 yeah. Đấy, 3 bằng 1 Vậy từ đây có là x thì bằng 1 phần 3 Đúng không? X bằng 1 phần 3 Vậy đoạn chính xác là đoạn A nhé yeah. Đấy, chính xác là A Câu số 22 này Câu số 22 Câu số 22 nhé Câu số 22 Có cần điều kiện đâu, không cần điều kiện đâu nhé Câu số 22 Điểm cực tiểu không phải tọa độ à Tọa độ là khác nhé tọa độ đã khác thầy cho em xem lại bảng OXZ á tí là IB cho anh nhá anh gửi nó cho file đề luôn Đấy, file đề tổng hợp luôn câu số 22 nè số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho đúng không số điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho Đấy, mình xem nó có mấy điểm cực tiểu đây à số điểm cực trị đúng không xem mấy điểm cực trị nhỉ Đấy, đây là đầu đồ thị hàm bậc 4 trùng phương đúng không một cực trị này hai cực trị đúng không vậy là có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại vậy tổng nó có 3 điểm đúng nhỉ ba để của chị nhé vậy đáp chính xác là đáp b Đấy, nhiều bạn vẫn bảo hai là sai nhá nó phải là ba đúng không rõ ràng là ba để của chị đây đúng nhỉ thầy không đi trước tết là tí nữa em bây giờ anh sẽ khai bút cho các bạn đã xong tí đi trước tết sau nhá anh chưa đến 30 câu nhá chưa đến 30 câu trước tết gọi là hôm nay là khai bút cùng các bạn nhé lấy may câu số 23 mươi ba câu 23 trong không gian oxyz đúng không đường thẳng này vector là sau đây là vector chỉ phương đúng không nhỉ? Vector chỉ phương đúng không? Tức là lấy thằng t đúng không nhỉ? Vậy các bạn tọa độ đầu tiên là gì đây? Nó là 1 đúng không? À trừ đúng không nhỉ? À, tiếp theo là -2 đúng không nhỉ? Tiếp theo thằng này nữa là 3. chưa? Vậy ta có là 1 2 và 3. Ta chính xác là đáp C nhé. Đấy, đáp C. Ok chưa nhỉ? Đáp C. Xong chưa? Câu số 24 này nhá. Đấy. Câu 24 nhá. Câu số 24. Câu số 24. Cho tam giác OIM Cho tam giác OIM vuông tại Y có OI bằng 3, IM thì bằng 4. Đấy. Tam giác là vuông tại Y đúng không? Tam giác này vuông tại Y. Đấy. Nhiều bạn cứ bảo là mùng 1 sao lại học? Mùng 1 thì lấy bút, khai bút lấy may cái gì đâu mà. Cứ phải thế nhỉ? Nếu bạn không học thì thôi chưa? bây giờ cho tam giác là vuông tại y đúng không? Thì đây, đây. Đây nhá, tam giác này. Đây là O I M đúng không? Đấy, thì bây giờ người ta yêu cầu là quay cái cạnh vuông O I thì đường gỡ cấp khúc đúng không? Đấy, thì có O I thì bằng 3. Đấy, I M thì bằng 4. Được chưa? Bây giờ tính gì đây. Tính cái độ dài mà đường sinh đúng không? Đường sinh vậy đây là đường sinh đúng không nhỉ? Vậy người ta có tam giác vuông tại đây đúng không? Thì áp dụng gì đây? Áp dụng định lý Pythagore đúng không? Áp dụng định lý Pythagore đấy. Vậy là có gì đây? N thì sẽ bằng gì đây? Căn của Pythagore nhé, tức là OI bình OI bình cộng với IM bình IM bình, chưa? Vậy nó bằng căn của OI thì bằng 3, đúng không nhỉ? 3 bình cộng với IM IM là 4 bình. Vậy nó bằng 5, đúng không nhỉ? Đấy nó bằng 5. Vậy đáp án chính xác này là đáp án C nhá. Đáp án C, đúng không? Đáp án C, Đáp án C. Đây, bạn thì đây bạn vẫn cãi này đấy đầu năm mà sai nhá bạn nguyễn xuân bắc này hai a chứ nhỉ người ta yêu cầu là số điểm cực trị đúng không số điểm cực trị nên rõ ràng là ba điểm cực trị đây mà vẫn bảo hai a bạn đến kiểu gì mà hai a thế câu số 25 nhá là câu 25 mươi về xem lại cực trị nhá câu này dễ đề thi thật đấy đi thì thi thật mà dễ mà sai câu này là mất ngay là không phải hai điểm nhá đấy tiếp theo này câu số 25 này câu 25 mươi yeah. câu 25 trong mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức đúng không? Của Z thì bằng là 2 thì đây. 2 trừ 7y có tọa độ là bao nhiêu đúng không nhỉ? Đấy, 2 trừ 7y có tọa độ là bao nhiêu? Các bạn nhớ công thức nhá. Z thì bằng gì đây? A cộng BI đúng không? Tức là ta có tọa độ điểm M là gì? Là tọa độ AB đúng không nhỉ? M là tọa độ AB. Thế bây giờ có Z là gì? Z thì bằng 2 trừ 7y đúng không? 2 trừ 7y. Đấy, 2 trừ 7y. Đây là đồ thị của Fx em nhé Đồ thị của Fx ấy. Đây là đồ tự hàm số y bằng fx mà. Đấy chưa? Đấy thì z thì bằng là 2 trừ 7y đúng không? 2 trừ 7y vậy nó có độ điểm m là bao nhiêu? Là 2 trừ 7 đúng không? 2 trừ 7. Vậy đáp án chính xác này là đáp án C đúng không nhỉ? Đấy rất là dễ đúng không? Mặc dù các bạn là gì đây? Mặc dù các bạn thì đấy các bạn là chưa học đến nhưng mà anh nghĩ đến đây các bạn sẽ hiểu nhé. Nói nhẹ nhàng thôi. Ấn <laughs> bình thường mà. Đấy. Ok chưa? Câu số 26 nhé Câu số 26 đấy nhá. Đấy, Câu số 26 Anh ơi cho em xin gì đây Xin phương pháp giải bài hoán vị lưng cao à Ok nhá Tí nữa IB cho anh ấy sẽ gửi mấy bài nhá Về hoán vị gen nhá Tiếp tục là câu số 26 này Hoán vị gen hay là hoán vị của ấy nhỉ Câu số 26 này Đấy Câu số 26 cho hai số vức Z1 và Z2 đúng không? Bây giờ yêu cầu là số vức Z1 cộng Z2 đúng không? Đấy, các bạn nhớ nhá. Z1 ấy thì bằng là A1 cộng với B1i. Z2 thì bằng A2 cộng với B2i. Đấy anh nói luôn cho một số bạn là không học nữa nhá. Đấy, một số bạn là chưa học đúng không? Đấy, một số bạn chưa học. Vậy thì có Z1 cộng với Z2 tức là gì? Phần thực cộng với phần thực ta có A1 cộng với A2 cộng với phần ảo cộng với phần ảo tức là B1 cộng với B2i đúng không? Đấy, được chưa? Thế bây giờ có gì đây? Phần thực cộng phần thực tức là 2 cộng 1 đúng không? Đấy, 2 cộng 1 đấy. Và cộng với phần nào cộng phần nào tức là 3 cộng với trừ 1. Được chưa? 3 cộng với trừ 1 y. Được chưa? Vậy là có ngay là z1 cộng với z2 thì bằng gì đây? 2 cộng 1 là bằng 3 đúng không? 3 trừ 1 thì bằng 2. Vậy là có ngay là số phức là 3 cộng 2 i đúng không nhỉ? Vậy đáp án chính xác là đáp án B nhé Được chưa? Đáp án B. Đấy, không? Được chưa? Anh chỉ cần đưa ra cái công thức này thì anh nghĩ là các anh em sẽ áp dụng được dễ đúng không nhỉ đấy, dễ nhá đấy, 5 điểm rất là dễ đúng không đấy thế là mình đã xong 5 điểm đúng không đấy vậy là mình đã xong 5,2 điểm rồi thế thi tốt nghiệp dễ không đấy thi tốt nghiệp thì nói chung là dễ này rất là dễ nhá đấy, thôi thi tốt nghiệp nó chỉ dễ như này thôi nhá thi tốt nghiệp thì nó dễ như này thôi đây là đề thi 2022, 2022 nhá đấy đề thi 2022 nó thi tốt nghiệp này thôi chưa học mà anh giảng dễ hiểu ok nhá yeah. Đề thi thử đương nhiên là sẽ khó rồi Còn thi thật thì nó dễ như này này đây. đây chính là đề 2022 nhé Đấy chưa Ok Chúc AD Chúc một năm của AD nhé Cảm ơn bạn Hoàng nha Tiếp theo này Câu số 27 này Đấy, Câu số 27 Đương nhiên là thi thử khó Để cho các bạn làm Rèn kỹ răng tư duy rồi Còn lúc đi thi thật lại khác nhá Nhắn tin ở đâu để lấy lẻ Em IB cho anh cái link ở tiểu sử nhá chưa? ngoài giảng toán anh còn giảng gì không á không anh còn giảng toán thôi nói chung là anh chỉ toán thôi câu số 27 nhá câu 27 cho hàm số fx thì bằng tí đây e mũ x cộng với 2 x đúng không khẳng định nào sau đây là đúng chưa? đấy khẳng định nào sau đây là đúng bây giờ tính nguyên hàm bằng này đúng không nhỉ là nguyên hàm của e mũ x cộng với 2 x dx thì bằng gì đây nó bằng là nguyên hàm của e mũ x dx cộng với nguyên hàm của 2 x dx được Đấy, vậy nó bằng gì đây? Nguyên hàm của e mũ x nó bằng chính nó, đúng không? Vậy nó bằng e mũ x cộng với đây? Nguyên hàm của 2x thì nó bằng x bình đúng không? Và cộng được c. Vậy đáp án chính xác đây là đáp án A đâu nhỉ? Đáp án A nhé Đấy. Các bạn học uh, nguyên hàm tích phân rồi thì cũng mấy cái này rất là dễ đúng không nhỉ? Đấy, đi thi thật nó chỉ thế này thôi. Nói chung là 5 điểm uh, đi thi đi thật thì rất là dễ nhá. Câu uh, số 28 này. Nốt nốt nhá. nốt ba câu nữa được chưa? Nốt ba câu nữa được chưa? lốt ba câu nữa nhá đấy, lốt ba câu nữa kèm cô dạy một buổi đi thầy <laughs> thôi cô giáo biết rồi cần đi kèm nữa trời nói chung là anh lúc nào chẳng kèm cô giáo câu số 28 mươi nhá lúc nào anh chẳng kèm cô giáo mà cô 28 tám này giờ cô hai nhá đạo hàm của hàm số thì đây y thì bằng x mũ trừ ba là bao nhiêu đấy đạo hàm nhá đạo hàm này chắc là dễ đúng không đạo hàm thì các bạn nhớ chắc là dễ rồi đúng không phép thật là ăn tết thì là nốt câu câu nhá nhớ nhé. X mũ alpha lấy đạo hàm thì bằng gì đây? Alpha nhân cho x mũ alpha trừ một đúng không? Đấy thế thôi, thế này thôi đúng không? Áp dụng vào thì x mũ trừ ba lấy đạo hàm thì bằng gì đây? Alpha đúng không? Tức là trừ ba nhân cho gì đây? X mũ trừ ba trừ một đúng không? Áp dụng đúng công thức này chưa? Đấy áp dụng đúng cái công thức này. Các bạn chỉ việc thay trừ ba là alpha là xong. Vậy nó bằng gì đây? Trừ ba nhân với gì đây? X mũ trừ ba trừ một tức là trừ bốn đúng không nhỉ Đấy, vậy đáp án chính xác đây là đáp án d đúng không đáp án d thấy chưa chỉ được thay đúng một công thức thôi là ra Đấy. không hiểu nhưng vẫn mê trời bảo dạy có dạy đầu vẫn dạy suốt là trời hai người không nhớ thành nhớ công thức luôn đấy nói chung là anh viết công thức là ra các bạn chỉ cần áp dụng thôi là nhớ nhá câu số 29 mươi này câu 29 mươi nhá là phương trình mặt phẳng đúng không? Câu 29 là phương trình mặt phẳng. Đấy, câu 29 là đúng rồi, cứ áp dụng công thức là ra mà. Câu số 29 nhá, câu 29. Đấy. Câu 29 này. Đây là câu 29. Nốt nó cho là nốt là câu 30 thôi cho các bạn đi ăn tết nhá. Đấy cho các bạn nhận lì xì, ok chưa? Cho các bạn còn nhận lì xì nữa đi nhận lì xì đúng không? Hôm nay mùng 1 mà. Nhá, được chưa? Đấy thì câu này hướng tư duy rất là dễ thôi. Đấy, chỉ hướng tư duy rất dễ thôi. Bây giờ người ta cho 3 điểm đúng không? Đường thẳng đi qua và vuông góc. Đấy. Đấy, đường thẳng đi qua và vuông góc đúng không? Thì các bạn chỉ việc đi tính gì đấy, tính vectơ AB. Đấy, vectơ AC. rồi. Thế bây giờ để tìm ra thì đây. Được chưa? Thì vectơ chỉ phương đúng không? Thì có cái này gì đây? U thì bằng tích có hướng của vectơ AB và vectơ AC Đấy, đấy. vectơ chỉ phương nhá. Ok chưa? xong rồi đúng không được chưa thì bây giờ tính nhá à. xong rồi đúng không bây giờ tính nhá các bạn thay vào nhá chưa? các bạn thay vào thì có như sau vector ab đúng không vector ab vector ab là bao nhiêu đây Đấy, vector ab thì nó bằng là hai đúng không Đấy, trừ đi là trừ hai này và hai vector ac có bao nhiêu nhỉ Đấy, vectơ AC có là 1 này. 2 2 là 0 này. 2 trừ đi là bao nhiêu đây? 2 trừ trừ là 1 đấy chưa? Xong nhá, đấy. Đến đây ta là sẽ làm gì đây? Đến đây là sẽ bấm máy tính nhá. Đấy, đến đây là sẽ bấm máy tính được chưa? Em lấy tiền Tết của mẹ, em tặng anh con sư tử nha anh. Thôi em nhá. Đi lấy tiền của mẹ để tặng sư tử làm gì thôi nhá. Tiền mình phải tự làm ra đi lấy lấy trộm của mẹ để tặng sư tử. Không được đâu nhá. Câu số 29 này. À câu 29. Được chưa? Bấm máy này, bấm máy tính này. Menu này, sau đó các bạn chọn vector đúng không? Là 5. Được chưa? Vector là 5 nhá. Đấy, 5. 1 và 3. Đấy các bạn nhập vector A này. Vector A là bao nhiêu đây? 2 -2 2. 2 -2 2, Đấy chưa? Vector B này các bạn bấm này. Menu này, 5 này, Đấy chưa? 2 và 3. Đấy, vector B đúng không? Vector B là 1, 0, 1 1, 0, 1 chưa? Đấy Anh tưởng là lấy tiền lì xì còn được chứ Các bạn đi lấy tiền của mẹ ra thì hỏng nhá Đấy chưa? Không được thế đâu nhá Đấy, đấy chưa? Các bạn nhập xong vector A và vector B rồi Bây giờ yêu cầu là tính như thế này Tính là tích có hướng, đúng không? Tích có hướng thì các bạn bấm như sau Là các bạn nhấn OPTPN này, chưa? Anh có vào không có nhá 3 này Đấy, vector là tiếp tục này OPTN là 4 này, chưa? Đấy, thì tích vô hướng nhé à tích có hướng tích có hướng thì các bạn nhấn nhân Thấy chưa tích có hướng là cái phép nhân này còn tích vô hướng thì khi nào tích vô hướng thì các bạn xuống này này đấy nó có chữ tích vô hướng này các bạn chọn hai này là sẽ ra tích vô hướng nhá đấy còn tích có hướng thì các bạn nhấn phép nhân này đấy chưa đấy, nhân này bằng bao nhiêu đây bằng bao nhiêu hai bốn hai đúng không vậy ta có vector u là bằng hai bốn hai đấy bởi vì nó là gì đây bởi vì là nó... anh có bán khoa hoa có em nhá Đấy bạn nào hôm nay đăng ký khóa học thì anh sẽ siêu ưu đãi lì xì cho nhá. Đấy hôm nay thì anh sẽ siêu ưu đãi lì xì khóa học và tặng sách cho nhá. Anh có là u thì bằng là 242 đúng không? Thì các bạn rút gọn đi có thể là vector gì đây? U phẩy thì bằng bao nhiêu? 1 2 và 1 đúng không? Đấy, 1 2 và 1 bởi vì nó gấp k lần lên nên ta có thể rút gọn đi nhá. Đấy, ta có rút gọn đi. Vậy đáp án chính xác này là gì đây? Đi qua điểm A đúng không? Đi qua điểm A. Vậy cái nào đi qua điểm A? Nó chính là đáp án D đúng không? Đấy, vector là 1 2 1 nha, 1 2 1 nha. Yeah. Ok nhỉ? Liên hệ như nào á? Em uh, IP trực tiếp qua nhé. Đấy, IP trực tiếp qua link cái link ở tiểu sử á, cái link bio ấy. Ở tiểu sử anh ấy có cái đường link vào ấy, được chưa? Đấy. Đấy các bạn bấm nhá. Xong rồi đúng không? Câu số 30 này. Câu 30 nhá. Đấy, câu 30. Bấm lại đi ạ. À. Ok không? để uh, mai anh làm uh, tí anh làm video xong mai anh úp lại nhé đấy chưa Đấy, các bạn mới học thì các bạn có thể chưa biết bấm cái phần này 570 bấm được nhé 570 bấm được câu 30 này Đấy, câu 30 lốt câu 30 nhá Đấy, lúc 30 lốt câu 30 câu 30 này được đấy, đấy, câu 30 giá trị lớn nhất của hàm số đây đây MX thì bằng x mũ 3 đúng không <laughs> trừ 3x bình trừ 9x cộng 10 trên đoạn từ trừ 2 đến 2 đúng không bằng bao nhiêu đấy thì câu này cũng bấm máy được luôn nhá đấy đi đi thật đấy đi đi thật cũng bấm máy được nhá đây là để đi thật đây được thì bấm máy như sau các bạn bấm máy nhá nói chung là máy 570 cũng bấm được hết em nhá 570 cũng bấm được thì anh bấm sẽ 580 cho các bạn xem, xem. 580 nhá được chưa thì các bạn bấm như sau thì ví dụ đi thi người ta cho một cái hàm như này đúng không nói chung là năm nào cũng có cái câu này đi thi năm nào cũng có câu này chắc chắn là có câu này luôn các bạn nhìn qua các đề các làm đi thi chắc chắn là có câu này đấy các bạn bấm này menu 8 đấy sau đó các bạn nhập cái biểu thức này vào đúng không tức là x mũ 3 x mũ 3 nhé trừ cho 3 x bình trừ 9x và cộng cho 10 đấy các bạn nhập hết nhập hết vào fx như này nhập hết vào fx được chưa bằng phát này bắt đầu từ đâu thì bắt đầu từ trừ 2 chưa yeah. kết thúc là 2 đúng không kết thúc là 2 bởi vì bắt đầu là từ trừ 2 kết thúc là 2 Bước nhảy thì các bạn lấy cái hai đúng không? Tức là cuối trừ đầu. Cuối trừ đầu tức là 2 trừ trừ 2 và chia cho chia cho bao nhiêu? Chia cho 40. Đúng không nhỉ? Đấy, thích thì các bạn có thể chia cho 20 thôi cũng được. Đấy, chia cho 20 nhá. Đấy. Thì nhiều bạn thắc mắc là tại sao lại chia cho 20? Bởi vì đây là bước nhảy đúng không? Đây là bước nhảy nên là các bạn có thể chia cho 20 hoặc 40 đều được nhá. Đấy, bằng này. Bằng nhá, này nhá, Yêu cầu là giá trị lớn nhất đúng không? giá trị lớn nhất đúng không nhỉ giá trị lớn nhất xem mà lớn nhất tại đâu nhá xem lớn nhất tại đâu nhỉ 15 đúng không đấy các bạn nhìn thấy không 15 chưa lớn nhất là tại 15 đúng không 15 vậy đáp án chính xác đây là đáp án C nhá được chưa đáp án C đáp án C được chưa đáp án C nhá đáp án C đấy thì hôm nay là mùng 1 Tết nên là anh sẽ ưu đãi giảm giá khóa học nhá nên tiện lì xì và tặng thêm sách Caso nhé của anh nhé. thì bạn nào hôm nay chỉ có duy nhất ngày hôm nay nhé. thì bạn nào mà đăng ký khóa học của anh hôm nay thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi nhé, tặng cả sách đi kèm luôn. cái IB trực tiếp cho anh qua link ở bio nhé, cái link ở tiểu sử nha. anh có dạy đúng không anh dạy đấy, anh dạy qua nhóm kín nhá được chưa? anh dạy qua nhóm kín nhé đăng ký sao em IB trực tiếp cho anh nhé IB trực tiếp qua link ở bio anh giảng lại câu 29 nhé Ok câu 29 anh nói qua lại nhé câu 29 ấy khi mà gặp gặp những cái dạng bài như này đúng không đấy khi mà dặn gặp những cái dạng bài như này đấy, như dạng này nhá chúc cô năm mới vui vẻ <laughs> ghê ra đây câu số 29 này câu 29 nhá đấy bây giờ người cho 3 điểm như này đường thẳng đi qua A và vuông góc đúng không thì đầu tiên nhé các bạn cho, có 3 điểm như này đúng không ABC Thì các bạn đầu tiên Các bạn tính vector AB ra Đấy Tức là Ta sẽ lấy đầu điểm A Tính vector AC ra được chưa Sau khi tính vector AB Và vector AC rồi Đấy Thì bây giờ yêu cầu là Đường thẳng đi qua A Và vuông góc đúng không Đi qua vuông góc Tức là tích có hướng nhé Tức là vector chỉ phương Thì bằng tích có hướng Của vector AB Và vector AC Đấy Thì các bạn chỉ nhận đến đây thì Các bạn Sau khi các tìm được AB Và tìm được AC rồi được chưa Đấy Thì các bạn tính Cái vector Đấy, tính tích có hướng của hai vectơ là xong rồi. Sau khi tính được tích có hướng của hai vectơ thì các bạn sẽ tìm ra được đây. Nhá. Nó sẽ có dạng như sau, đây. Được chưa? Vectơ U đây, vectơ U này có dạng như này, ví dụ nhá. Là U1, đấy, U2 và U3 đi. Đấy. Thì có phải phương trình đường thẳng của mình nhá. Phương trình đường thẳng của mình có phải là gì đây, đây? x a À, anh cho là x a đi trên cho u 1 bằng x b trên cho u 2 và bằng x c trên cho u 3 đúng không Đấy thì sau khi mà mình đã tìm được vector U rồi là ba điểm này rồi thì các bạn loại được đáp án A và B, C chưa? Còn lại gì còn A, B đấy. A, B, C đúng không? A, B, C tức là tọa độ của điểm A thôi. Tọa độ điểm A là A, B, C. Xong các bạn thay là thôi. Được chưa nhỉ? Đấy, anh nói qua hướng làm thì chắc là em nghĩ là các em sẽ làm được nhá. Được chưa? Còn bạn nào hôm nay mà đăng ký khóa học ca anh thì rất là nhiều ưu đãi nhá. Các bạn gọi IB trực tiếp qua cho anh nhá Anh thi cao anh ạ? Bình thường anh em. Và riêng hôm nay là sẽ giảm giá lì xì luôn nhá Tặng kèm sách Casio nha. Duy nhất trong hôm nay nha. Thôi nhá, chưa 30 câu hôm nay khai bút nhá. Chúc các bạn năm mới là vui vẻ nha. Anh dạy nhiều lớp, gặp nhiều may mắn. và đỗ được tốt nghiệp và đỗ nguyện vọng một nha Đấy, hẹn gặp lại các bạn nha hẹn gặp lại các bạn nha